into my eyes. Hey. I can't realize, say she don't judge me. Na 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 na. Yeah, yeah, yeah. Excuse me, lady, can I get to know you? I like you plenty. Excuse me, lady, can I get to know you? Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Mít Tung Tăng và mình là Mít. Các bạn ơi, hôm nay nhân thứ 7 á, mình rảnh rỗi á, thì mùa dịch Corona nè, cho nên mấy đứa em của mình á được nghỉ học á. Cho nên hôm nay á mình dắt hai đứa em của mình với lại con hai con chó là con Silip với con Milu đi ra cái bãi đất trống khu mà mọi người thả diều mấy bạn, để cho mấy nó chơi thả diều với lại cho mấy con chó chạy vòng vòng đi chơi nè. Buổi chiều rất là mát luôn. On this beat, oh yeah, 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 hey, yeah, 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 yeah. When the sun is there from afar, just like a sun rising to my eyes. Quay clip đeo kính đen. Đi đã dèo đeo kính đen, đeo ba lô nữa.
mình thấy chỗ này á người ta có bán cá viên chiên với đầy kẹo kéo chỉ thôi mấy bạn. Thì khu đất trống này á hồi trước á là trại giam B5 á, chỗ mà hồi xưa thực dân Pháp á người bắt ra những cái tù nhân là người Việt Nam á, người ta nhốt ở đây xong rồi người ta tiến hành những cái biện pháp tra tấn á mấy bạn. Khu này bây giờ đang trong diện giải tỏa để xây cái học viện ngân hàng với lại học viện hàng không vậy đó. Mình nghe là trên dự án vậy thì cũng 3-4 năm nay rồi, nói là sẽ xây nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa có xây, cho nên bây giờ là khu đất trống bỏ hoang á, cho nên bây giờ nhiều người người ta đến đây người ta dắt con á đi thả diều. Buổi chiều ở đây vậy rồi con nhiều đâu vô chạy em rồi hả, mai vô chạy em rồi hiểu không? Ê. Lấy một ly trà. Mình mới vừa mua một ly trà bí đao ở trước cổng á để uống. Nãy giờ thả diều chạy vòng vòng á, mệt quá. Cho nên mình đã mua một ly trà bí đao này có giá là 10.000 nha mấy bạn. Rất là ngọt. Ở trong nó còn có hạt chia nữa. Chạy vòng vòng khát nước á. Uống cái này thì là đã khác luôn. Buổi chiều mấy bạn mà ra đây á, dạo mát không gió rồi xem cảnh người ta thả diều á, rất là thoải mái luôn. Mình thấy qua Tết á, thì thường á, thì thời tiết á, sẽ có nhiều gió cho nên hả, người lớn á, dắt mấy đứa nhỏ ra đây chơi nè. Thì tại năm nay cũng dịch corona á, không có đi đâu được hết mà tụi nó được nghỉ học rất là nhiều luôn, cho nên người lớn dắt tụi nó ra chơi nhưng mà cũng phải cẩn thận, tuy là thả diều
chỗ này rất là thoáng nhưng mà cũng tập trung đông người, cho nên mọi người tốt nhất thì nên đeo khẩu trang để đề phòng dịch corona nha mọi người. Em xin clip lộn xộn quá. Chào tạm biệt các bạn thân yêu của Mít. Các bạn đừng quên ấn subscribe để theo dõi những video và cùng Mít khám phá về ăn uống và du lịch vào mỗi tuần nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.